Kính chào các bạn Quay trở lại với website của kế toán Việt Hưng Thì như chúng ta đã biết là kế toán Việt Hưng có rất nhiều các khóa học đặc thù Ví dụ như là sản xuất gạch không nung, sản xuất bê tông tươi, sản xuất sát an công nghiệp Hay là các lĩnh vực về xây dựng vận tải Nếu như chúng ta có nhu cầu tham gia khóa học nào thì các bạn có thể vào website làm kế toán vn hoặc là web kế toán việt hưng vn để chúng ta tham khảo về nội dung của khóa học ở đây thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về khóa học kế toán sản xuất gạch không nung đối với loại hình sản xuất gạch không nung thì khó nhất của chúng ta là ở cách định mức nguyên vật liệu để sản xuất ra cho từng thành phẩm thì các bạn cần phải căn cứ vào kích thước của gạch để chúng ta đưa ra được một cái định mức hợp lý để làm sao sau này khi kết toán thuế thì cơ quan thuế chấp nhận được cái định mức mà chúng ta đưa chi phí vào để sản xuất ra sản phẩm. Thế thì để mà hiểu sâu hơn về định mức của sản xuất gạch không nung thì các bạn sẽ tham gia khóa học thực hành kế toán sản xuất gạch không nung này để giáo viên bên mình sẽ trao đổi cũng như là chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn cho các bạn Cách làm Nói về nội dung của khóa học thực hành kế toán sản xuất gạch không nung thì các bạn cũng được học đầy đủ tất cả công việc của kế toán. Thứ nhất là nội dung đầu kỳ. Nội dung ở đầu kỳ hướng dẫn cho các bạn về cách khai báo các danh mục phòng ban nhân viên rồi mã khách hàng nhà cung cấp tài khoản ngân hàng, khai báo về danh mục vật tư, nguyên vật liệu, thành phẩm, và khai báo bảng phân bổ công cụ khấu hao tài sản cố định đầu kỳ, tức là những công cụ tài sản mà chúng ta đã dùng từ những năm trước không hết thì chúng ta sẽ được khai báo chuyển sang năm sau để phân bổ khấu hao tiếp. Còn đối với nội dung trong kỳ thì giáo viên hướng dẫn cho chúng ta thứ nhất là về định mức nguyên vật liệu. Thứ hai là hướng dẫn về cách hạch toán các hóa đơn vật tư, ví dụ như là xi măng, đá mạt rồi cát và các nguyên vật liệu khác để phục vụ cho quá trình sản xuất ra thành phẩm. Hướng dẫn cho các bạn cách hạch toán hóa đơn đầu vào liên quan đến việc mua mới công cụ và mua mới tài sản cố định, hướng dẫn chúng ta về cách phân bổ, tính khấu hao công cụ, tài sản cũng như là cách lựa chọn thời gian tính khấu hao phân bổ sao cho hợp lý. Tiếp theo là giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn về cách hạch toán lương và bảo hiểm. Hiện tại thì cơ quan bảo hiểm quy định về chế độ bảo hiểm rất là nghiêm. Do đó, để tính được tính lương là chi phí hợp lý thì chúng ta cần phải làm như thế nào? Lập bảng lương ra sao và các chi phí liên quan đến bảo hiểm thì chúng ta phải đưa vào như thế nào thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ngoài ra thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cách hạch toán chứng từ ngân hàng, thu chi ngân hàng, theo dõi công nợ phải thu phải trả, theo dõi hàng tồn kho. Cuối kỳ thì hướng dẫn cho các bạn về cách cân đối, kê khai báo cáo thuế đầu ra đầu vào, lên tờ khai thuế, nộp tờ khai rồi phân bổ khấu hao tài sản cố định, tập hợp chi phí tính giá thành cho từng thành phẩm. Hướng dẫn cho các bạn về cách đối chiếu số liệu giữa chi tiết và tổng hợp để chúng ta phát hiện ra được sự chênh lệch cũng như là sai sót bởi vì trong quá trình các bạn hạch toán không phải lúc nào chúng ta cũng hạch toán đúng mà có lúc chúng ta hạch toán sai thì khi mà lên được báo cáo các bạn sẽ phải biết cách nhìn tổng quát tức là đối chiếu tổng hợp chi tiết xem nó lệch ở tài khoản nào, sổ sách báo cáo nào và từ đó chúng ta sẽ đưa ra phương án giải quyết hoặc là cách cân đối chi phí lãi lỗ cho từng thành phẩm hoặc là cân đối lãi lỗ cho toàn doanh nghiệp như vậy đã phù hợp hay chưa nếu chưa thì chúng ta phải xử lý số liệu như thế nào thì tất cả những nội dung đó trong khóa học này giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn nói về hình thức học của kế toán việt hưng thì kế toán việt hưng là chuyên đào tạo kế toán online Giáo viên gọi điện nói chuyện trao đổi bằng cách gọi qua Zalo, còn truy cập vào máy tính để thao tác hướng dẫn học viên bằng cách là sử dụng phần mềm UltraView, phần mềm điều khiển máy tính từ xa. Phần mềm kế toán thường sử dụng là phần mềm MISA hoặc là phát Còn nếu như bạn nào có phần mềm viết riêng cho công ty thì các bạn có thể sử dụng trực tiếp trên phần mềm của công ty. Về chứng từ để tham gia khóa học thì có hai cách. Một là các bạn có thể học luôn trên chứng từ của công ty học viên để xử lý số liệu thực tế trong quá trình chúng ta làm việc có gì không hiểu giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý luôn để sau này không ảnh hưởng đến số liệu báo cáo của những năm sau hai là các bạn có thể học trên giáo trình của trung tâm thì giáo trình của trung tâm cũng là các hóa đơn chứng từ của công ty về sản xuất gạch không nung để xem thử giáo trình sản xuất gạch không nung trên chứng từ của trung tâm thì các bạn vào web lớp học làm kế toán vn chúng ta không cần đăng nhập vào các khóa học khóa học kế toán doanh nghiệp. Click vào kế toán sản xuất, chúng ta tìm đến sản xuất gạch không nung. Trong giao diện của giáo trình thì sẽ được thể hiện đầy đủ bộ chứng từ. Buổi 1 tổng quát tức là hướng dẫn chung về kế toán, hướng dẫn chúng ta cài đặt phần mềm, tạo dữ liệu kế toán cũng như là sao lưu phục hồi dữ liệu. Từ buổi thứ hai sẽ là hạch toán các hóa đơn chứng từ đầu kỳ từ buổi thứ ba trở đi là hạch toán hóa đơn chứng từ phát sinh ở trong kỳ và đến cuối cùng là sẽ kê khai thuế lên báo cáo tài chính và sổ sách kế toán. Ở đây, trung tâm đã mở cho chúng ta hai buổi học thử là buổi 2 và buổi 3. Các bạn có thể vào hai buổi này để xem thử. Tôi ví dụ tôi xem ở gạch không nung. Xem nội dung các bạn lưu ý để chúng ta nghe được video thì chúng ta phải vào bằng trình duyệt cốc cốc bởi vì Chrome thì sẽ không hỗ trợ Adobe Flash. Các bạn muốn nghe thử video chúng ta click vào chữ Visa. Chúng ta nhấn để chương trình sẽ chạy video. Các bạn nghe xong thì chúng ta nhấn đóng lại và muốn chuyển sang trang khác thì chúng ta có thể vào trình đơn và chúng ta chuyển xuống trang khác để chúng ta xem. Sau này nếu như chúng ta đã có tài khoản vào lớp rồi Thì tất cả các buổi học này các bạn đều xem được Không bị hạn chế Còn ở đây chúng ta đang xem thử Nên là sẽ bị hạn chế quyền truy cập từ buổi 4 trở đi Như vậy đối với giáo trình sản xuất gạch không nung Trên chứng từ của trung tâm cũng hướng dẫn chúng ta đầy đủ Từ hóa đơn mua vào, quỹ, ngân hàng Giấy nộp tiền thuế các loại Rồi hóa đơn bán hàng, bằng lương công cụ, tài sản, giá thành. Và ở đây đại diện sẽ là 3 tháng chứng từ của công ty sản xuất gạch không nung. Đủ để chúng ta làm việc cho công ty. Còn sau này trong quá trình làm việc mà còn thiếu sót thì chúng ta có thể trao đổi thêm với giáo viên để tương tác. Như vậy là tôi vừa giới thiệu cho các bạn về khóa học kế toán sản xuất gạch không nung cũng như là cách truy cập vào giáo trình để xem thử rất hy vọng sẽ được chia sẻ kinh nghiệm cùng với các bạn trong thời gian gần nhất chúc các bạn thành công